Kính thưa quý Phật tử, là cái hạnh phúc chúng ta nó có ba dạng. Dạng hạnh phúc thứ nhất là chúng ta được ăn ngon, được uống ngon, được mặc đẹp, được ngủ đầy đủ. Đó là hạnh phúc thứ nhất trên tự thân. Hạnh phúc thứ hai là tâm niệm, là dòng suy nghĩ của mình. Tức là mình ước mong cái công việc về gia đình, công việc về xã hội, công việc về làm ăn mà nó hanh thông, thì chúng ta sanh nó một dạng niềm vui thứ hai, hạnh phúc thứ hai. Nhưng hai hạnh phúc này nó cũng sanh diệt liên tục. Có nghĩa nó có thể có hôm nay và ngày mai nó có thể là không có. Như vậy Đức Phật nói rằng thân ngũ uẩn là dây không, mà dai không thì không tồn tại. Do đó hôm nay mình khỏe, không biết rằng ngày mai mình có bệnh hay không. Như vậy là cái thân này nó không chắc chắn. Cái niềm vui thứ hai là niềm vui gia đình, cuộc sống xã hội. Hôm nay nó như thế này, nhưng ngày mai có thể là nó lại khác. Do đó nó cũng thay đổi. Chỉ có hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc thực tại. Mỗi giây phút trở về tâm. Đức Phật gọi là tâm. Tâm có hai dạng. Một là những ý niệm lăng xăng, suy nghĩ, vọng tưởng. Đó là vọng tâm. Thứ hai là chơn tâm. Chơn tâm là thường lắng, thường sáng. Cho đến khi mình nhắm mắt, mình tỉnh tọa, là chúng ta cảm nhận hai đối tượng một lúc. Một bên thì thường lắng, thường tĩnh. Một bên thì nó thường suy nghĩ, thường đi tới đi lui. Do đó khi chúng ta tĩnh tâm hay tọa thiền, chúng ta cứ cảm nhận cái gì đang xảy ra. Mỗi ý niệm nó đến rồi nó đi, và nó không chắc chắn. Do đó quý vị đừng có sợ hãi tại sao mình suy nghĩ nhiều quá, tại sao mình tưởng tượng nhiều quá. Nó là những giây phút đầu. Khi quý vị quen rồi thì từ từ quý vị thấy như là một ly nước. Một ly nước cạn để trên bàn. Khi ly nước cạn thì chúng ta chẳng làm gì, chúng ta cứ để bình thản tự nhiên, thì ly nước đó một lát vị thấy là nó lóng sạch. Thì tâm mình cũng vậy. Tâm vọng là không quá khứ, không hiện tại và không tương lai. Do đó trong kinh đó là ba thời vốn là không, không chỗ trụ trụ. Kinh Kim Cang gọi là ân vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa không trụ lên chỗ nào mà nắm bắt được. Do đó cứ bình thản tự nhiên, thì tự nhiên quý vị thanh tịnh một cách dễ dàng. Như vậy cái không làm mà nó là tịnh. Còn quý vị cố gắng, càng cố gắng đè nén, càng cố gắng vứt bỏ thì nó càng động hơn. Do đó những vị nào mà khi mà tĩnh tọa, tọa thiền hay là tĩnh tâm mà nhắm mắt á, mà suy nghĩ nhiều á, thì quý vị cứ thấy nó suy nghĩ nhiều. Nó suy nghĩ ít thì cảm thấy nó ít, và có đôi lúc nó không có. Nhà Phật gọi là khách trần. Khách trần có nghĩa là đi tới đi lui, đi qua đi lại. Giống như sáng mình mở cái cửa mà khách hàng ha, cái khách hàng mà đắt là tới rất là đông. Lát trưa mình thấy nó vắng, và trưa nữa là không còn ai. Như vậy tâm thức mình giống như là gì? Khách trần. Mà khách trần có phải là mình không? Không phải là mình. Như vậy khi quý vị tỉnh tọa, quý vị biết cái gì là mình mà cái gì không phải là mình. Những suy nghĩ nào nó sanh lên rồi nó mất đi, nó sanh lên nó mất đi, thì giống như người khách vậy, đi vô đi ra rồi lát nữa không còn ai hết. Thì tự nhiên vị cảm nhận được một chủ thể là chính tâm mình, là thường vắng lặng. Đó là cách tịnh tâm, cách tọa thiền dễ nhất. Quý vị không cần phải khởi niệm lên niệm Phật hay niệm câu kinh gì hết. Bởi vì muốn cái tâm mình lắng động nhanh, quý vị cứ buông hết, buông thả hết, buông thả hết, cứ tự nhiên tự nhiên tự nhiên. Thì tự nhiên lớn nữa quý vị đi vào cái chân tâm Phật tính của mình thường tại rất dễ dàng. Do đó Tỳ Trong Ba Tây Tạng nói rằng là chẳng làm gì để có mùa xuân, không cầu mong gì để có mùa xuân, hãy nhắm mắt bình thản, mùa xuân tự đến và hoa tự nở. Do đó nói rằng là mình cầu mong mùa xuân đến không đến được, mà đúng thời đúng duyên thì mùa xuân sẽ đến và hoa sẽ nở. Và đây là trạng thái hạnh phúc thứ ba. Khi quý vị được cái hạnh phúc này rồi thì bất kể trong cuộc sống quý vị
nó như thế nào, nó lên hay nó xuống, nó trầm hay nó bổng, thì cái hạnh phúc nội tại nó vẫn là y nguyên. Giống như cái không gian ngôi nhà này, bây giờ quý vị có thay đổi nó bao nhiêu kiến trúc đi nữa thì không gian nó vẫn là không gian. Chúng ta có đổi nó là hình thể của Nhật là kiểu khác, hình thể của Tàu là kiểu nó khác, hình thể của Việt Nam là kiểu nó khác, nhưng không gian này nó vẫn là không gian. Do đó là không gian là bất di bất dịch, không gian là sự viên mãn, thì tâm mình cũng vậy. Tức là cuộc đời của mình có thể là nó lên như một đỉnh núi rồi nó xuống. Người ta nói là khi vào như cực đỉnh hả, như đỉnh núi, mà khi xuống như là thung lũng. Đấy. Thì cuộc đời nhìn dãy núi là biết là cuộc đời, đúng không? Ai cũng phải lên đỉnh núi và ai cũng phải xuống thung lũng. Nhưng cái người mà biết tu á, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc thứ ba là khi lên đỉnh núi không lấy làm mừng, khi xuống thung lũng không lấy làm buồn. Đó là người giải thoát vậy. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái bài giảng hôm trước là Tứ Thánh Đế. Thì hôm trước Thượng Tọa Khế Định đó có chia sẻ với vị về cái gì? Ai nhớ không? Hả? Tứ Thánh Đế. Hôm trước Thầy Thượng Tọa Khế Định chia sẻ với vị là cái bài về Khổ Đế. Tứ Thánh Đế nó có bốn phương diện là khổ, tập, diệt, đạo. Chiều nay á, để một ít thời gian để cho quý vị đăng ký lên cái group. Ở Ban Hồng Pháp có cái group của Phật giáo, khóa tu Phật giáo huyện. Quý vị nào lên được là lên cái group, đăng ký lên cái group, quý vị xem những bài giảng, những khóa tu kỳ trước sẽ được đưa lên. Những cái buổi tọa đàm sẽ được lên cái group đó, quý vị click vô xem. Và quý vị nào muốn đăng ký khóa tu cũng đăng ký vô đó, để cho ban tổ chức dễ dàng sắp xếp cái phương tiện đi lại cho quý vị rất là ổn. Do đó là những cái bài giảng hôm nay sẽ được đưa lên trên cái group, mà cái group này được gọi là cái group của Phật tử Phật giáo huyện Hồng Thuận Bắc. Thì hôm trước Thượng Tọa là đã hướng dẫn về vì gì khổ đế. Thì hôm nay Thầy nói sơ lại thôi, rồi chúng ta đi qua cái phần là tập đế. Giống như là mình nói hôm nay thế này, mình bị đau bụng, mà đau bụng quá khổ không? Khổ, đúng không? Đau bụng là khổ. Như vậy khổ đây gọi là khổ đế, đúng không? Mình hôm nay là vậy. Thì hôm nay chúng ta đi tìm nguyên nhân. Đi nguyên nhân của nó là vì sao chúng ta đau bụng, đúng không? Nguyên nhân của nó có thể là hôm nay mình ăn cái gì đó, mình ăn cái gì đó mà nó không được trong sạch, mình ăn cái gì đó mà nó được không thanh tịnh, mình ăn cái gì đó mà đồ nó hơi cũ đi thì nó sẽ đau bụng. Như vậy khi quý vị khám bệnh á, bác sĩ ổng khám ổng nói là bệnh bao tử, đó là khổ đế. Rồi bác sĩ đó ổng đi tìm cái gì? Ổng đi tìm nguyên nhân. Nguyên nhân đó là tập đế. Rồi ổng cho quý vị là cái phương thuốc để uống gì? Để uống trị bệnh bao tử đó. Cái phương thuốc đó gọi là đạo đế, là con đường. Và khi quý vị mà hết đau bao tử rồi, quý vị thì sao? Hả? Quý vị thì sao? Vui. Khi người ta hết bệnh, hết đau thì người ta vui. Thì trong nhà Phật gọi là diệt đế. Như vậy, cái bài Pháp này, cái bài Kinh Tứ Thánh Đế này, chúng ta sẽ đi qua rất nhiều kỳ, gọi là khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là khổ, là khổ đang hiện hữu. Và tập là nguyên nhân. Khổ là bao tử đang đau. Tập là nguyên nhân làm ra bệnh đau bao tử. Ba là đạo đế. Bốn là đạo đế. Cái phương pháp nó nằm ở thứ tư, mà cái diệt đế nó nằm thứ ba. Nói cho nó hiểu là khổ tập diệt đạo. Như vậy khổ là bệnh, tập là nguyên nhân sanh ra bệnh, diệt là hết bệnh, và đạo là phương thuốc để gì? Để trị bệnh. Đó là gọi là khổ tập diệt đạo. Thành ra hỏi Tứ Thánh Đế là gì? Nói bố ông vua khổ. Nghe cái từ đế tưởng là vua. Cái từ đế trong nhà Phật á, khi Đức Phật tọa thiền với cổ Bồ Đề,
Ngài tìm thấy đạo giải thoát rồi á, thì Đức Phật mới thấy rằng là nhìn tất cả chúng sanh á, tất cả chúng sanh trong cuộc đời này đều là sinh ra, đều là hạnh phúc, đều là an lành, không ai là khổ đau. Nhưng tất cả chúng sanh trong cuộc đời này do nhân, do duyên, do nghiệp, do quả mà cấu tạo thành, từ đó mới có cái khổ đau vậy sanh ra. Như vậy trước khi mình sanh ra là mình chưa có khổ đau, khổ đau chưa có mặt, rất là bình thường. Nhưng do gì trưởng thành lên, mình gom nhiều yếu tố, nhiều cái nhân, nhiều cái tham, nhiều cái sân, nhiều cái si, nó cấu tạo thành, do đó gọi là tập. Chính cái này nó làm cho mỗi chúng sinh gọi là khổ đau. Như vậy khi Đức Phật tọa thiền như cội Bồ Đề, Ngài thấy rằng tất cả mỗi chúng sinh đó, trong cuộc đời này không phải là tự nhiên khổ đau, mà tất cả là do nguyên nhân. Như vậy khổ đau này có phải do trời ban không? Hả? Có phải trời giáng xuống không quý vị? Có phải do thần nào giáng xuống không? Hả? Nhưng mà sao mỗi khi khổ đau quý vị lại than trời? Hả? Tại sao mỗi lần quý vị khổ đau, trời ơi cho tôi khổ quá, đúng không? Tại sao là mình lại đổ thừa cho ông trời? Thành ra có cái câu là mấy ông mà uống rượu á, uống rượu rồi bị bệnh, rồi khổ, rồi bị đọa đày ha. Thành ra là hiu hiu gió thổi đầu non. Mấy người uống rượu là con của Ngọc Hoàng, con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa hai hàng, thấy con uống rượu hai hàng lễ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, ai ngờ con uống con rơi xuống phàm. Đấy. Như vậy tất cả cái khổ đau của mình là do mình gì? Do mình tạo, chứ không phải do Ngọc Hoàng, không phải do trời đất. Nhưng mà khi chúng ta đau khổ quá tột cùng, chúng ta rên, chúng ta ngửa mặt lên trời, than trời trách phận, đúng không? Do đó khi mà làm đệ tử Phật đối với vị là hãy tìm rõ nguyên nhân, hãy tìm rõ cái cội nguồn. Tại sao mình lại nghèo? Tại sao mình lại được sung sướng? Tại sao mình lại bệnh? Tại sao mình lại u mê? Và tại sao mình lại khổ đau? Tất cả là nguyên nhân. Mà nguyên nhân thì do gì? Do nghiệp mình tạo, chứ không phải do một vị Phật, do một vị trời, hay do một vị thần linh nào ban tặng và giáng họa cho chúng ta. Đó là quý vị phải thấu rõ được nhân quả. Như vậy khi ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thấy rằng mỗi chúng sinh sinh ra vẫn hạnh phúc, vẫn an lành, nhưng vì nhân duyên cấu tạo thành nhiều kiếp tích lũy, mà mỗi chúng sanh đã mang sẵn cái mầm móng, cái mầm móng khổ đau trong đó. Có những khổ đau á, tích trữ trong tâm thức ở nhiều đời. Có những khổ đau nó mới xảy ra trong giờ phút hiện tại, và có những khổ đau nó đang chờ sẵn ở tương lai nếu chúng ta không đủ tỉnh giác. Như vậy quý vị ngồi đây, đạo Phật dạy chúng ta rằng hãy cảm nhận trong giờ phút hiện tại mình có được cái gì, mình có được hạnh phúc hay không. Mình có được hai mắt là hạnh phúc, mình có được hai lỗ tai nghe được là hạnh phúc, miệng mình còn nói được là hạnh phúc, chân mình còn đi được là hạnh phúc, tay mình còn nắm được, còn cầm được là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của kiếp người viên mãn. Do đó nói rằng khi có một người tự tử á, khi làm ăn thất bại rồi thì cái người này đi tự tử á, khổ đau quá đi tự tử. Thế thì gặp vị thầy á, ông đang tọa thiền bên dòng sông á, ông hỏi tại sao con lại muốn tự tử. Thì người này nói rằng là cuộc đời con nó hết rồi, nó khổ đau quá, thì con tự tử để cho con được hạnh phúc, con giả từ cuộc đời này để cho con viên mãn, con thấy cuộc đời này không còn gì nữa. Như vậy kính thưa quý vị, cái người tự tử đó có hạnh phúc không? Có không? Không bao giờ. Tại vì sao vậy? Chết không phải là hết, đúng không? Do đó người ta nói rằng trên đất, trên quả địa cầu này một ngày quý vị có hàng chục, hàng trăm người đi tới cái chết. Mà cái chết này Đức Phật được gọi là sát sinh, tức là tự mình sát hại chính mình, và tự mình sát chính mình. Do đó chúng ta mắc cái tội là gì? Cái tội sát sinh. Như vậy trong giới quy y nói rằng khi quy y là không được gì? Không được sát sinh. Ý thứ nhất là không được giết mình,
không được hại mình, không được làm khổ đau mình. Cho tới cái điểm thứ hai là không được hại người, giết người. Như vậy quý vị ngồi đây mà quý vị mà làm đau khổ quý vị là quý vị có tội không? Có không? Có chứ. Tại sao lại không? Như vậy hỡi một chúng sinh nào chỉ làm khổ đau mình là đã làm khổ đau nhiều người rồi, đúng không? Quý vị thấy nhân quả không? Khi một người con mà tự sát, cái điểm đầu tiên người đó gây cái tội ác nhất là người đó giết người đó. Cái tội ác thứ hai là người đó giết, người đó làm hại tới gì? Cha mẹ. Tại vì bao nhiêu công sức cha mẹ nuôi để nên hình hài mà người đó tự sát mình, có nghĩa là người đó sẽ làm khổ đau cho ai? Cho cha mẹ. Và cả cha mẹ và cả dòng họ nữa. Và cả thậm chí những người có gia đình thì cả chồng, vợ, con cái nữa. Như vậy một người mà giết chính mình là một người sẽ làm khổ cho chính mình hiện tại và làm khổ cho chính mình ở gì? Ở tương lai. Một người mà tự sát á, là rơi vào u mê, rơi vào vô minh. Người này dễ đổ vào loài gì? Loài súc sinh. Đấy. Như vậy một người mà tự giết mình có nghĩa là tự làm khổ đau cho chính mình và làm khổ đau cho nhiều người, trong đó nhất là cha mẹ. Do đó nói khổ đế là cái khổ hiện hữu đang xảy ra, và tập đế là tìm cái nguyên nhân, cái nguyên nhân đó. Cái nguyên nhân đó chính thống là vô minh. Như vậy khi Đức Phật mà tổ thiền giác ngộ với cổ Bồ Đề rồi, Ngài nhìn tất cả vạn loài chúng sinh đều mang sẵn một sự giải thoát an lành trong tự tính ấy, nhưng vì nghiệp, vì vô minh mà che đậy. Do đó mỗi chúng sinh không thấy được cái giá trị, cái an lạc hạnh phúc mà mình đang có, mà mình hủy hoại đi. Do đó câu chuyện hồi nãy, khi vị thầy hỏi cái người đó, nếu con tự sát á, ta nhìn trên người con á, là hoàn toàn là kho báu. Hoàn toàn là kho báu. Thì vị sư đó nói rằng á, thôi thì đằng nào con cũng chết rồi, thôi gì ta xin hai cái tay của con, ta mua hai cái tay của con với trị giá là 1 tỷ. Ồ nhiều quá. Đằng nào con cũng chết rồi, ta mua hai cái lỗ tai của con 1 tỷ. Đằng nào con cũng chết rồi, ta mua cặp mắt của con 1 tỷ. Thế thì cái người này muốn tự tử nói sao biết không? Thôi khỏi chết đi, cái gì của mình cũng tiền tỷ hết á. Quý vị có muốn chết không? Hả? Hay là mình đằng nào cũng chết thì thôi mình cắt mình bán hả? Hả? Để nói gì? Cái vị thiền sư nói rằng tất cả con người mình là gì? Là tiền tỷ. Thế mà mình cứ đòi chết rồi tự tử, đúng không? Do đó khi quý vị bệnh một cái đi vô bệnh viện coi, nó thay quả tim một cái là mấy trăm triệu, đúng không? Thay quả thận một cái là mấy trăm triệu, thay cặp mắt mà cho ngon lành là mấy trăm triệu, thay một hàm răng mà đẹp như cụ Đức á, cụ ấy là cả 200-300 triệu. Như vậy toàn thân quý vị là tiền tỷ, thế mà đụng chuyện là cái đồ chết. Đúng không? Như vậy từ đây về sau á, khi muốn làm chuyện gì mà mình thấy mình đau khổ, vì hãy quán nhân duyên, nhìn lại nhân duyên của nó, thì chúng ta thấy rằng còn hai mắt nhìn trời xanh, còn hai lỗ tai để nghe vạn vật, còn hai lỗ mũi để gửi hương trầm, tất cả những gì cơ thể mình có được là chúng ta gì? Hạnh phúc. Hôm bữa không biết quý vị có đọc bài kinh hạnh phúc chưa? Có đọc bài kinh hạnh phúc chưa? Lát nữa mình sẽ được đọc. Mắt còn nhìn thấy trời xanh, tai nghe được tiếng chim hót, mũi gửi thấy được hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vượn chạy, đây là giờ phút an lành. Thế mà đòi đi tìm cái gì nữa quý vị? Như vậy quý vị, khi Đức Phật quán chiếu về khổ đế, cái khổ đau trong cuộc đời này á, thật sự không có khổ. Nhưng vì do chúng ta vô minh, chúng ta không tỉnh giác, chúng ta là mê lầm, chúng ta tạo ra nghiệp, từ đó mới gọi là khổ đau. Như vậy điểm thứ nhất á, chúng tôi nói về 3 cái khổ. Tạm nói sơ thôi. Hôm trước là thượng tọa có sơ rồi, nhưng tôi nghĩ quý vị quên. Điểm thứ nhất là khổ, gọi là khổ chất chồng. Hôm trước có câu hỏi sư cô nói đó, cuộc đời á, đã khổ, chúng ta bị một trận Covid á, là thêm khổ, gọi là khổ chất chồng. Đó, chúng ta đã nghèo rồi mà mang thêm một căn bệnh, đúng không?
Đó đó là khổ khổ chất chồng. Chúng ta đã khổ rồi mà gặp đứa con nó phá, nó hút xì ke, nó hút ma túy nữa, do đó gọi gì? Khổ khổ chất chồng. Cuộc đời đã khổ rồi, đã nghèo rồi mà gặp ông chồng sáng xỉn chiều say, đúng không? Không đó làm như vậy, khổ khổ chất chồng. Đó, nhiều lắm quý vị quán chiếu cuộc đời này. Do đó Đức Phật gọi là khổ đế. Mà cái khổ này là một sự gì? Một sự thật. Sự thật là sao? Là nó xảy ra, đúng không? Giống như là mình cái hòn lửa nó nằm dưới chân đó, mình không thấy, mình đạp lên nó nóng không? Nó nóng. Nhưng có nhiều người nói rằng là mình đạp hòn lửa này nhưng mà kiếp sau nó mới nóng lợn. Được không? Hả? Nhưng mà có nhiều người như vậy á, có nhiều người đó đạp hòn lửa này kiếp sau nó mới nóng lợn, phải không? Như vậy thì đổi lại, có nhiều người nói gì? Có những hạnh phúc á, mình làm bây giờ kiếp sau mình mới hưởng. Có không? Hả? Có quý vị. Khi chúng ta đạp hòn lửa vị, nó nóng cả bây giờ mà nóng cả tương lai. Nó nóng cả bây giờ mà nóng cả tương lai quý vị. Khi chúng ta làm một hạnh phúc nào bây giờ, nó hạnh phúc cả bây giờ mà hạnh phúc cả gì? Cả tương lai. Cái nhân và gì? Nhân và quả quý vị. Do đó nói rằng á, khổ và chồng thêm khổ. Thứ hai là tập. Thứ hai là thứ nhất là khổ khổ. Thứ hai là hội khổ. Biết hội khổ không? Hội nè, là hồi mình sinh ra, mình trẻ, mình 30, nữ thì tính từ 18, mà nam thì tính từ 25. Là cái tuổi gì? Cái tuổi xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ nhìn lại coi, sao? Hả? Hả? Đang hội. Bây giờ quý vị có tiếc không? Tôi thấy bây giờ nó ra đủ thứ kem, nào là kem Hàn, kem Nhật, kem đủ thứ kem để giữ gì? Để giữ cho mình khỏi nhăn, khỏi già. Nhưng mà thời gian sao? Thời gian nó chẳng chừa ai. Nó chẳng chừa kem gì hết quý vị. Có kem gì kem già là già, đúng không? Do đó nó hội khổ là gì? Hội là khổ. Như vậy trong cuộc đời này có gì mà tồn tại không? Do đó nó hội là vô thường. Mình cất cái nhà năm đầu tiên thấy nó đẹp, năm thứ hai, năm thứ ba tới năm thứ 10 nhìn lại sao? Nhìn lại ngôi nhà mình với ngôi nhà hàng bên đó, nó giống như là một trò một vật ha. Do đó mình ước muốn cái đẹp đó không giờ tồn tại. Do đó nói gì? Hội là khổ. Do đó Đức Phật nói đế là gì? Đế là vững chắc, là sự thật. Dù ngàn năm đi nữa thì sự thật này nó là sự thật. Cho dù quý vị có muốn đẹp đi nữa, muốn giữ cái trẻ đó cũng được. Nó hội là nó hội. Do đó nó gì? Hội khổ. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Hành. Hành khổ. Hành là sao? Là sự vận hành biến chuyển. Sự vận hành biến chuyển liên tục, không bao giờ có điểm gì? Điểm dừng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái hành này là nó vận động. Chúng ta sanh, già, bệnh, rồi tử, rồi nó là tiếp tục sanh, già, bệnh, tử. Như vậy nó có điểm dừng không? Không. Do đó quý vị nhìn lên chùa, nó có cái bánh xe luân hồi, đúng không? Bánh xe luân hồi này nó là sự vận chuyển, sự vận hành của pháp giới, sự vận hành của trời đất, sự vận hành của nhân quả nghiệp, và đúng không, là sự vận hành của con gì? Con người. Do đó nói hành là gì? Là khổ. Hành là khổ. Khổ khổ, hành khổ, hội khổ. Cái hội này quý vị, cái hội này không phải già đâu nha quý vị nha. Người ta nói rằng khi một thầy chết á, ngày xưa Ấn Độ á, các vị thiền sư mà tu cái pháp gọi là quán chiếu tử thi á. Quán chiếu tử thi là sao? Là mình sống, mình yêu cái tấm thân này quý vị. Do đó Đức Phật nói muốn thành tựu được A-la-hán á, là thứ nhất là mình đừng dính mắc trên gì? Trên tấm thân này. Do đó Ngài nói là có cái phép là quán chiếu tử thi. Ấn Độ nó có gọi là hỏa tán là thiêu hay? Thủy tán là bỏ xuống gì? Sông Hằng. Thổ tán là chôn xuống đất. Điểu tán là gì? Là cho chim quả ăn.
Ở Tây Tạng á, người ta không có đất đi chôn, không có củi để gì? Để đốt. Không có sông để gì? Để thả trôi. Do đó người ta vậy là điệu tán. À mà điệu tán quý vị nhìn là quý vị sợ lắm. Cắt, cắt từng miếng thịt ra, cắt tay ra, bầm 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 bầm, ơ cho chim nó ăn. Quý không? Quý vị bên này mình á, mình thổ tán liệm kỹ càng lắm, rải trà, rải hoa rồi ướp rồi, nào là cái hòm cho nó đắt rồi, xây cái mồ cho nó to nó đẹp. Nhưng bên kia người ta điệu tán là xong. Còn cái sọ cuối cùng á, người ta làm sao? Cái sọ cuối cùng mà chim nó không ăn được, do nó phải đập ra, đập cho nó bể ra thành bột, rải cho gì? Cho con kền kền nó ăn. Do đó gọi là điệu tán. Như vậy một người vừa chết, vừa khiêng ra một cái bãi, một cái bãi trống, trong vòng một ngày là sạch hết, gọi là điệu tán. Mà ở Tây Tạng, ở Nepal người ta thường như vậy. Còn quán tự thi là lâm tán. Lâm tán, lâm tán là bỏ trên gì? Trên rừng, gọi là bãi tha ma. Có nghĩa là ai chết thì cứ khiêng ra đó. Con gì nó ăn thì nó ăn. Một là hổ, hai là sư tử, ba là sói, mà bốn là kền kền, mà năm nữa là dòi. Dòi nó ăn. Đó gọi là lâm tán. Như vậy cái vị nào mà muốn đắc quả A-la-hán á, thì ra cái rừng đó mà quán chiếu, nghe cái mùi của nó thì sao? Hết ăn, hết uống, hết ngủ, sợ quá, thôi là định tâm giải thoát. Thấy mà sợ quá. Khi mà ra tới lâm tán rồi còn yêu não nữa không? Yêu hết não. Ai có yêu cách mấy cái ra đó là thấy là hết. Dù có 18 đôi mươi đi nữa mà quý vị là không có yêu nổi nữa, thì tự nhiên là đắc quả là hán nhanh đó quý vị. Còn đó gọi là quán chiếu tử thi. Thành lâm tán là sợ lắm quý vị. Nhưng mà bữa nay quý vị do khoa học phát triển á, người ta cũng lên án cái vụ này. Người ta nói là không có thanh tịnh cho môi trường, làm cho môi trường không tịnh, thì cái lâm tán nó hạn chế. Hạn chế thôi quý vị. Nhưng người ta thủy tán rất là gì? Rất là nhiều. Thủy tán và hỏa tán. Như thủy tán là cứ thả, ai đi Ấn Độ mà ghé thăm dòng sông Hằng, đang mình đang tắm vậy đó, có một xác người nó trôi qua. Nhưng mà người Ấn Độ người ta vẫn bình thường. Dòng sông Hằng là dòng sông linh thiêng, hàng ngày là múc nước á, đem lên nấu, hàng ngày múc nước lên uống. Thế thì xác chết á là cũng gì? Cũng trôi lình đình. Thế người ta, cái người mà tắm mà thấy xác chết đó, người ta vẫn bình thường. Tại vì hàng ngày người ta nhìn nó giống như nhìn khúc gì? Khúc gỗ vậy. Như vậy người Ấn giáo hai bên dòng sông Hằng gọi là linh thiêng của họ. Họ gọi là dòng nước linh thiêng. Có người sống từ đó và cũng gì? Cũng trở về đó. Mà người ta bình thường. Còn mình thì sao? Mình thấy mình khiếp sợ. Khiếp sợ không lo tu. Lo mà gì? Kem này, kem nọ. Phải không quý vị? Giờ đó nói rằng cái hội á là nó khủng khiếp lắm. Quán chiếu từ chỗ này rồi á, thì Đức Phật nói rằng là cuộc đời này ai sinh ra cũng mượn hết á. Không, trên cuộc đời này không ai là không mượn. Dùng một nhà đó là tỷ phú cũng phải mượn. Thì Đức Phật mới hỏi, chứ này một nhà tỷ phú, nhà ngươi có mượn không? Ông nói không, con không có mượn. Thì Đức Phật nói rằng ông chưa thấy. Cái cơ thể của ông phải mượn. Mượn là gì? Uống vô. Mượn gì? Mượn nước. Uống vô có trả không? Hả? Quý vị, ai nói mượn mà không trả? Xin đưa tay. Hả? Mượn hết quý vị. Về cơ thể này Đức Phật gọi là tứ đại. Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa, mượn không gian, mượn thời gian, mượn tâm thức để mà nó vận hành. Thế thì quý vị toàn là mượn. Có ai mà không mượn không? Như vậy Đức Phật nói là đã mượn thì phải gì? Phải trả. Nhưng mà có nhiều người tới giờ trả không chịu, đúng không? Do đó nó gì? Sanh là mượn, trưởng là gì? Là giằng co. Hội là gì? Là ấm ức, đúng không? Nhưng mà cuối cùng tới tử thì sao? Có ấm ức thì nó cũng vậy,
cũng mất. Do đó nói rằng tiến trình chúng ta là sanh già bệnh tử, nó là một tiến trình phải vay mượn, vay mượn, mượn vay như vậy cả hàng trăm triệu kiếp mình toàn vậy, toàn vay mượn. Thì chiều nay về cứ vay mượn cho thoải mái. Nhưng mà tùy theo vay mượn nha. Tùy theo cách vay mượn. Ăn cũng mượn, mà mượn rồi phải gì? Phải trả, ai mà không trả là chết á. À, khác là phải gì? Phải mượn, phải uống, mà uống là phải gì? Phải trả. Như vậy toàn bộ cuộc sống này toàn là vay mượn. Do đó Đức Phật gọi là khổ khổ, hội khổ và gì? Hành khổ. Hành khổ là nó cái gì? Nó xoay vòng. Trải qua hàng trăm triệu kiếp chúng ta đều như vậy, không thoát ra. Do Đức Phật gọi là đế. Đế là như vậy, đế là một sự vững chắc. Nhưng khi một người có tu tập, có giác ngộ, dứt sạch vô minh, thì người này trở về tự tánh. Có người mình còn một cách thân nữa là pháp thân. Ngồi cái báo thân vật chất đây là mượn. Chúng ta còn một cái dạng thứ hai là pháp thân. Pháp thân thường thanh tịnh. Do đó khi mà chúng ta đảnh lễ Phật đó, pháp thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau là không từ bi. Pháp thân á, là cái tánh không trong con người của mình. Khi chúng ta bỏ cái thân báo thân này rồi, chúng ta còn một pháp thân hằng hữu, bất sinh bất diệt. Pháp thân này không thể nhìn bằng mắt, không thể nghe bằng tai được, nhưng người giác ngộ thì cảm nhận được rằng pháp thân của mình là mênh mông vô cùng tận. Do đó nói pháp thân này là chân tâm thường trụ, bất sinh bất diệt. Do đó nói rằng chúng sinh á, khi vô minh á, thì dính mắc trên cái báo thân này. Báo thân này là khổ khổ, hành khổ và hội khổ. Còn khi trở về pháp thân rồi là tịch tỉnh, tĩnh lặng, gọi là niết bàn. Và chúng ta có một cái thân thứ ba nữa là hóa thân. Hóa thân tức là khi cái dòng suy nghĩ của mình đến vị, khi mà chúng ta còn mê mờ, còn chúng sanh, thì chúng ta tham, sân, si, bổn sản, ích kỷ, thì nó sẽ hóa thân vào cảnh giới thấp. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Con khỉ là tâm thức của mình. Khi lên trời, khi thì xuống địa ngục, khi đều hóa thành gì? Cái loài này, loài kia. Khi thì biến hóa thành Bồ Tát, thành Phật. Như vậy tâm thức của mình khi mà tu tập á, thì chúng ta sẽ chuyển hóa lần lần lên gì? Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Từ tâm hàng ngày là thương, thương yêu, hỷ xả, thanh tịnh, trong sáng, thì chúng ta chuyển hóa nó thành cảnh giới cao. Gọi là gì? Là hóa thân. Còn nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ tham, sân, si, ái kiến, biên kiến, tài kiến. Chúng ta tạo ra những cái gì? Cái hóa thân thấp, sinh ra loài bò, loài trâu, loài chó, loài người, nhưng mà khổ đau vô cùng. Do đó là hóa thân thấp. Như vậy hóa thân có hai mặt. Có tu tập thì hóa thân ở đỉnh cao, và không tu tập thì hóa thân ở đỉnh thấp. Như vậy quý vị ngồi đây chưa hẳn là quý vị, mà quý vị ngồi đây kiếp sau không biết là cái gì, không biết vị hóa đi đâu, đúng không? Có thể nó là con sâu, nhưng ngày mai nó thành gì? Con bướm, đúng không? Do đó nó đi trong bốn loài: thai sanh, noãn sanh, hóa sanh và thấp sanh. Như vậy loài người của mình á, khi ở mê mờ thì chúng ta vừa là thai sanh mà cũng vừa là hóa sanh. Nhưng khi mình chuyển hóa lên rồi thì hoàn toàn có thể mình chuyển qua cảnh giới là quý vị là ung dung tự tại. Và do đó mình không kẹt vào thai sanh nữa, mà có thể mình tự tại trong pháp thân và ứng dụng về hóa thân. Như vậy mỗi người quý vị mang đây là quý vị có đầy đủ ba thân: báo thân, hóa thân và pháp thân. Như vậy nói cho tột cùng, cái khổ đau là nó hiện hữu trên cái gì? Nó chỉ hiện hữu trên báo thân thôi. Báo thân là có sanh, có già, có bệnh, có tử. Còn khi trở về pháp thân rồi thì quý vị ung dung tự tại trong thế giới chư thiên, trong thế giới gì? Chư Phật, hay tương ưng cảnh giới của Phật. Cảnh giới gọi là niết bàn an tịnh. Thì đây gọi là không còn khổ đau nữa. Và đó là mục đích mà của người đệ tử Phật chúng ta tu hành.
Chúng tôi chia sẻ thêm một ít phần khổ nữa. Trong ba cái khổ chính rồi, quý vị có biết thêm cái khổ nào nữa không? Ái biệt ly khổ. À, ái biệt ly khổ. Ái là sao? Thương yêu mà chia vậy, chia lìa là khổ. Do đó nói rằng khi một người chồng, một người vợ hay một người con mà ở với mẹ mà hai bên mà chia tay á, thì sao quý vị? Nó tạo ra một cái sự khổ đau tột cùng. Do đó là ái biệt ly khổ. Quý vị khi mà tới phi trường á, quý vị thấy một người thì lên máy bay, một người đứng ở phi trường bị khóc ù a. Có những chuyến đi quý vị 3 tháng, có những chuyến đi là 3 năm, và có những chuyến đi là không bao giờ gặp lại. Do đó là nước mắt, nước mắt chúng sanh nhiều như vậy, nhiều như sông, nhiều như biển. Do đó là ái biệt ly khổ. Tôi đã từng thấy những cô gái mà tiễn những chàng trai đi bộ đội bị khóc, khóc quá chừng khóc. Nhưng mà biết được mấy ngày không biết. Có thể nhiều người người ta vẫn giữ gìn, nhưng có nhiều người người ta không giữ gìn. Nhưng cái trạng thái ái biệt, ái biệt ly khổ, cái ái biệt ly khổ này nó tạo ra một dòng sinh tử tiếp tục. Do đó nói rằng chúng ta gặp nhau đây là chúng ta vợ chồng gặp nhau đây, con cái gặp nhau đây, gia đình gặp nhau đây là do cái ái của gì? Của quá khứ. Chứ khi một tâm thức mà chết vị mà còn thương gia đình đó, còn thương người chồng đó, còn thương người vợ đó, thì người này sẽ tiếp tục tái sanh gặp lại ở gì? Ở kiếp tương lai. Cho nó là ái biệt ly khổ. Do đó nói rằng là khổ, khổ mãi, khổ chắc chồng. Có cái nữa là oán tắng hội khổ. Oán tắng hội khổ là sao? Kẻ thù gặp nhau. Do ta nói rằng là cuộc đời này đã khổ rồi, mình đã tránh cái người đó rồi mà sao đi đâu nó cũng gặp, đúng không? Phải không? Mình đã tránh người đó rồi mà tới quán cũng gặp, đúng không? Mình đã trốn nợ rồi mà sao đi chùa cũng gặp. Không biết trong đây có ai tránh ai mà có gặp nhau không biết. Có thể có, đúng không? Có thì có, thì mình làm sao? Buông xả đi. Do đó Đức Phật nói rằng không ai tắm hai lần trên dòng sông. Không ai tắm hai lần trên dòng sông. Cũng như là giáo lý nhà Phật nhìn rằng không ai gặp nhau hai lần trong cuộc đời. Mỗi một ngày là chúng ta khác nhau rồi. Do đó người hôm qua không phải người hôm qua nữa. Giống như quý vị trồng cái cây, quý vị không bây giờ quý vị thấy nó lần thứ hai. Quý vị nhìn một trái xoài á, quý vị không giờ nhìn thấy lần thứ hai. Hôm qua nó có lạng thôi, hôm nay nó lên lạng mốt rồi, đúng không? Như vậy chúng ta chỉ thấy trái xoài một lần duy nhất thôi. Lần đầu chúng ta thấy nó lạng mốt, ngày mai thấy nó lạng hai, ngày mai nó lạng ba, lạng tư. Như vậy trái xoài hôm qua có giống trái xoài hôm nay không? Không. Hôm qua là quý vị là quý vị còn giữ cái nét đẹp là 100%, hôm nay nó đã thay đổi còn 99 thôi. Ngày mai nó xuống 98 thôi, rồi ngày mốt nữa nó xuống còn 97, 98, rồi cuối cùng là xuống sao? Xuống còn 1, 2 thôi. Như vậy có ngày nào gặp ngày nào không? Chúng ta lấy mắt phàm, chúng ta nói rằng là ngày nào chúng ta gặp con người đó mà không phải. Khi Đức Phật đi khất thực á, có những người Bà La Môn ghét Phật, chửi Phật, mắng Phật. Thế thì ngày mai á, là gặp lại á, mấy ông Bà La Môn này sám hối hả? Sám hối với Phật. Rồi sám hối rằng hôm qua con lỡ là con hung dữ, con nói nặng Thế Tôn, hôm nay con xin sám hối. Thế Tôn mới mỉm cười rằng ngày hôm qua ông chửi ta cũng bình thản, ta không có nhận. Hôm nay ông sám hối ta cũng không có nhận. Tại vì hôm qua ông là khác, hôm nay ông là khác. Ta không bao giờ thấy ông, ngày hôm qua ông đã khác rồi mà hôm nay ông đã càng khác nữa. Như vậy cái nhìn của người giác ngộ để thấy được rằng người hôm qua là chỉ có người hôm qua, mà người hôm nay chỉ có người hôm nay. Như vậy để nhìn được cuộc đời này, chúng ta không gặp nhau một cái gì hai lần trong cuộc đời. Như vậy mới về chiều nay nói với ông chồng của mình á, nói với con của mình, chúng ta không gặp nhau hai lần trong cuộc đời. Ai mà nói được câu đó là ngon. Mà đã không gặp nhau hai lần cuộc đời thì người ta quý vô cùng, người ta hạnh phúc vô cùng, đúng không? Phải quý vị? Chứ sao mà tôi thấy cái mặt ông ngày nào tôi chán quá,
Tôi thấy đi ra vô thấy cái mặt ông tôi ghét quá. Tôi thấy bà tôi ớn quá, cùng tôi đi nhậu cho rồi, phải không? Phải vậy. Đó là cái nhìn của phàm phu. Chứ nếu mà tu rồi, à như vậy cuộc đời này chỉ có gặp nhau một lần, một lần duy nhất. Do đó Đức Phật nói rằng hãy tôn trọng giờ phút hiện tại. Chỉ có giờ phút hiện tại là giờ phút linh thiêng, giờ phút tuyệt vời. Cái giờ phút ấy là con người ta đang nhìn, đang thấy. Chúng ta đang thấy trái sòi, chúng ta đang thấy cái hoa này. Quý vị chỉ thấy nó hôm nay thôi, ngày mai quý vị bắt đầu là nó xuống rồi, đúng không? Rồi ngày mốt nó xuống nữa, nó xuống. Như vậy nhìn cành hoa này không bao giờ nhìn hai lần trong cuộc đời. Phải không? Cũng là cành hoa đó mà nó đã gì? Nó đã khác rồi quý vị. Như vậy chúng ta kiến thủ, chấp thủ, cứ ôm ấp cái gì? Cái cũ thôi. Nhưng cuộc đời này nó là hành, hành liên tục từng sát na. À, do đó Khổng Tử mới đứng dòng sông đó, nước sông ngày đêm cứ trôi vài mãi ư. Nước sông cứ trôi vài, không ai tắm hai lần trong dòng sông. Cũng là dòng sông đó mà chúng ta vừa bước xuống là nước đã gì? Nước đã chảy qua. Như vậy chúng ta nói rằng chúng ta tắm dòng sông nó cả đời nhưng không có, chỉ một lần duy nhất. Nước ngày hôm qua, giờ phút tiếp theo nó đã gì? Thay đổi rồi. Như vậy chính từ chỗ này mà Đức Phật rằng giác ngộ chỗ này có người ta buông xả tất cả. Mình không kiến thủ, không chấp thủ gì vậy. Do đó có gặp cái người hôm qua là người oán ghét đi nữa thì cũng gì? Cũng bình thản ha. Do đó là oán tắng hội khổ. À, nếu bị chấp thủ là bị khổ. À, cho là kẻ thù gặp nhau là gì? Là khổ. Tới một cái khổ nữa là à, ngủ ấm xí thạnh khổ. Tức là khổ về toàn bộ cái cuộc đời này. À, ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là con người chúng ta có hai phần. Phần thể chất là máu, là mủ, là thân, là thịt. Cái phần thứ hai là phần tinh thần. Cảm, buồn, vui, thương, nhớ, giận, hờn. Nói đêm nay gọi là ngũ uẩn. Do đó kinh đó, khi chúng ta đọc bài kinh Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, để thấy được rằng trong cuộc sống này cả thể chất và tinh thần nó cũng trở về về không. Từ đây mà mới vượt ra thì cái gì, cái khổ đau của ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm là nó che đậy, tức là chúng ta vì cái tấm thân này mà nó che đậy, nó làm cho mình đau khổ. Quý vị biết ngày xưa mà Tần Tử Hoàng á, vị mà muốn trường sinh bất tử, chính vì muốn trường sinh bất tử của Tần Thủy Hoàng mà ông ta hành hạ biết bao nhiêu là vị tướng, ông ta hành hạ biết bao nhiêu là con người để đi tìm cái phương pháp trường sinh cho chính mình. Tần Thủy Hoàng khi lập lên nhà Tần với vị à, là ước muốn là nhà Tần kéo dài 200 năm, nhưng vì nhà Tần ác quá, Tần Thủy Hoàng quá ác, cũng vì muốn tuổi thọ của mình kéo dài mà triều đại của ông ta chỉ có 15 năm. Triều đại của Tần Thủy Hoàng 15 năm. Chính vì cái sự ham muốn về những cái phương thuốc mà ông sát hại rất nhiều vị lương y, sát hại rất nhiều người bào chế đơn dược. Và cuối cùng á, Tần Thủy Hoàng đã ra một cái lệnh 500 thương thiền à, trong đó cả nam cả nữ đi lên biển, lên đên, đi hết những hòn đảo để tìm gì? Cái phương thuốc trường sinh bất tử cho mình. Do đó vị những con thiền này sợ quá, đi không bao giờ trở lại. Do đó có những người đã tạo lên đất nước Nhật Bản ngày hôm nay. Như vậy quý vị thấy rằng chính vì khi sợ Tần Thủy Hoàng quá, để biết được rằng trong cuộc đời này không có một cái thuốc là trường sinh bất tử. Do đó Tần Thủy Hoàng nói rằng nếu các ông không tìm được thuốc cho ta thì thôi các ông chết đi, đừng bao giờ quay về. Thế thì những người này á, cập bờ, cập bến những hòn đảo đẹp mà tạo nên nước Nhật Bản hôm nay. Đấy là từ cái tiền nhân của gì? Của Tần Thủy Hoàng đó xưa. Lịch sử là như vậy. Như vậy quý vị á, chính vì có người muốn cho cái sự sống này nó tồn tại để bồi bắp cho cái ngũ uẩn này quý vị,
mà người ta làm đủ thứ chuyện, nào là ăn cái con này, nào là ăn con nọ, để gì? Để trường tồn. À, trường tồn cái gì? Cái tấm thân này. Ở Tây Phương ấy, vì có một người nữ hoàng. Nữ hoàng này tôi quên tên rồi, gọi là nữ hoàng lấy máu chúng sinh làm mỹ phẩm. Tức là tất cả những cái loại mỹ phẩm thảo dược nào quý vị, không đủ làm cho người này đẹp. Mà mỗi lần bà lấy máu của người quý vị, bà tắm thì cái sắc da của bà nó hồng lên. Do đó một người ta nói lịch sử của nữ hoàng này, nữ hoàng này có Hungary hay là nữ hoàng của Anh gì đó vậy, tôi quên mất. Nhưng có nói rằng trong lịch sử có một nữ hoàng rất là cực ác của Tây Phương vậy. Trong lịch sử có ghi. Thế thì toàn bộ nếu mà bà giết những cô gái 18 tuổi mà để lấy máu mà làm mỹ phẩm cho mình, ước lượng cũng phải vài ngàn người. Và bà xây những cái cung hầm, những cái hầm dữ dằn vậy, những cái cung điện huyền bí để mà giam giữ những cô gái ấy. Và thích lấy máu, lấy chừng nào những cô gái đó kiệt sức mà chết rồi. Mà nói rằng là hỡi những cô gái đó mà càng dùng vậy thì máu nó càng gì? Càng tốt. Do đó là người ta ý ác và nghĩ ác và làm ác, và người ta tạo những cái quả ác như vậy. Như vậy là cũng để nuôi cái gì? Nuôi cái ngũ uẩn này, nuôi cái thể xác này quý vị. Và ở thế giới nó có bên đây có cái tập đoàn bảo vệ động vật. Họ lên án cái chuyện mà những cái lò mổ, những trang trại bị họ dùng bằng máy vì để họ xác, họ làm thịt con heo này. Nhưng mà để cho cái thịt heo nó ngon vì họ làm những việc họ đánh. Họ đánh con heo nó nhừ đi, họ đưa vô máy họ xẻ thịt. Như vậy con heo mà không đánh là thịt nó không có gì, nó không có săn. Do đó vị mà đi mua thịt heo hỏi thịt có săn không à, tức là cái khổ đau hả, cái khổ đau của chúng sinh. Do đó có cái tập đoàn bảo vệ động vật thế giới, họ không ăn thịt nha, họ ăn chay. Và họ lên án cái chuyện mà giết mổ động vật mà khi trước khi tàn gì, tàn nhẫn đánh đập à, mà những người làm thịt đó là không tàn nhẫn thì nó không có ngon. Như vậy cái ngon này, nuôi cái báo thân này, nuôi cái ngu ẩn này mà chúng ta tạo cái gì? Bao nhiêu là nghiệp báo. Do đó nó gì? Ngũ ẩn xí thạm khổ. Cũng vì cái thân này mà nó tạo ra gì? Muôn thứ khổ. Như vậy chúng ta thấy tất cả những hoàng đế, những triều đại của chúng ta, những vị vua quý vị, cũng vì tấm thân này mà làm xây bao nhiêu cung tầng, bao nhiêu lính gác, rồi cuối cùng có chết không? Hả quý vị? Càng ác là càng chết quý vị. Hỡi càng ác là càng chết, càng chết nhanh nữa quý vị. Như vậy con người mà muốn diệt đi cái khổ đau mà do thân này tạo ra quý vị, chúng ta phải nhìn lại ngũ uẩn. Ngũ uẩn là giai không. Ngũ uẩn giai không là không có thật. Chúng ta sinh ra là chúng nhờ báo thân này mà nuôi hóa thân, nhờ cái báo thân này mà nuôi pháp thân. Pháp thân là sự thanh tịnh. Tức là khi chúng ta rời cái báo thân này, chúng ta sẽ có một cái thân thanh tịnh trọn vẹn. Nó vượt cả không gian và thời gian. Cái thân này là thân viên mãn. Thân này là thân chư Phật và Bồ Tát. Từ đó mà chúng ta sẽ không còn vướng bận về ngũ ẩn nữa, thì chúng ta chỉ gọi là giải thoát. Và cái hóa thân tuyệt vời là gì? Chúng ta muốn sanh đi đâu lại sanh. Chúng ta vừa tắt thở mà bị nghiệp trôi lăn thì không biết đi đâu. Giống như một người đi trong bóng đêm. Một người đi bóng đêm thì chúng ta cứ bước ha, cứ bước. Do đó rằng trong cõi sanh tử mà người hôn mê á, thì giống như bóng đêm. Bước xuống dòng sông, bước xuống cái hồ, bước vô bụi gai. Có nghĩa là chân đi đâu thì chúng ta cứ đi không biết. Thì những người này gọi là dễ sinh vào những loài thấp. Còn khi một người có tu tập, có nguyện lực, có tỉnh giác, có tĩnh lặng, thì người này giây phút mà tử vị, người này tha hồ ung dung tự tại. Ung dung tự tại, vấn đề là chuyển hóa. Do đó nói rằng khi một người mà vừa chết mà muốn sinh vào nước Nhật á, thì khởi niệm sinh vào nước Nhật. Ngoài sinh vào nước Nhật rồi thì mình muốn chọn cha mẹ nào, thì mình quán chiếu, mình thấy được cha mẹ đó là hợp với mình, thì mình sinh vào.
Nếu người này thích làm bác sĩ thì xin vào cái nơi mà dễ làm bác sĩ. Người này thích làm quan thì dễ sinh vào cảnh làm quan. Người này thích sắc đẹp thì dễ sinh vào cảnh giới để sinh ra sắc đẹp. Và người này nếu muốn thấy chán ghét cái quả địa cầu này, có thể sinh về quả địa cầu khác, chúng ta gọi là một thế giới vũ trụ khác để mà giải thoát, thì người này gọi là làm chủ hóa thân. Như vậy quý vị, chúng ta tu tập á, là chúng ta quán chiếu được tất cả những cái khổ do báo thân mà phát nguyện đời đời kiếp kiếp chuyển thành hóa thân để thành tựu được pháp thân như nguyện. Như vậy để thấy được rằng cái ngũ ấm xí thành khổ là một vấn đề mà nằm trong những cái khổ của đạo Phật. Như vậy quý vị á, tôi sơ lược những cái khổ đó để quý vị thấy được rằng tất cả cái khổ này là đều có nguyên nhân. Chúng ta được gọi là gì? Tập đế. Như vậy là kỳ trước á, là chúng ta nghe về khổ đế, kỳ này chúng ta nghe về tập đế. Thì hồi nãy giờ quý vị đã thấy được khổ, thì quý vị thấy được nguyên nhân chưa? Hả? Thấy được nguyên nhân chưa? Như vậy tôi chưa nói tập đế mà tôi đã chỉ rõ về cái nhân của nó quý vị. Cái nhân gây ra. Trong tập đế gọi là tham là căn bản, sân là căn bản, si là căn bản. Ba cái này tạo nên ba cái dấu chân, hay là cái bàn ba chân vững chắc. Nó là tham sân si là tạo ra cái tập. Tập là gì? Là huân tập. Huân tập là ước muốn, là ước mong. Mà ước mong những điều gì? Những điều ác. Muốn ăn ngon thì phải gì? Phải sát hại, đúng không? Phải không? Muốn ăn ngon phải sát hại. Muốn sống lâu thì phải gì? Phải nhu cầu. Như vậy từ ngày xưa tới nay, những người muốn ăn ngon, muốn sống lâu, muốn được đẹp với vị không tồn tại. Tại vì muốn là nó sẽ sanh ra gì? Sẽ có ác. Do đó đạo Phật phải quân bình, cân bằng nội tâm, buông xả, hỷ xả, thương yêu, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì người này sẽ tạo thành một cái nhân gì? Tạo thành cái nhân an lành, cái nhân giải thoát. Giống như bây giờ mình không có uống cái gì nóng nữa, không uống những gì mà hại cơ thể mình nữa, mà nên uống những gì mát, những gì tốt, ăn những gì trong lành, ăn gì trong sạch. Do đó cái ăn chay nhà Phật là một phương pháp tuyệt vời. Do đó quý vị nào chưa ăn chay được trọn vẹn thì tập ăn chay để tạo cái nhân gì? Tập cái nhân lành, tập cái nhân tha thứ, tập cái nhân yêu thương, đúng không? Quán từ bi. Do đó pháp quán từ bi là gì? Khi mà tâm mình tịnh rồi, tuệ mình mở rồi thì từ bi nó hiển lộ ra. Thì đúng bây giờ cái lòng yêu thương của mình là vì nó nổi dậy. Do đó có khi nào quý vị đi ngang, quý vị thấy đàn bò, quý vị thấy, quý vị nói là sao? Quý vị thấy đàn bò mình nói là sao? Ồ, bò này ngon quá hề. Thấy không? Mình thấy đàn vịt thôi, ồ, vịt thì ngon quá hề. Nhưng mà mình khi mình tu rồi, mình đi qua đàn bò, ồ, cái đàn bò nó đẹp hề. Đấy, như quý vị thấy đàn bò ngon, còn với thầy thấy thì sao? Hả? Thấy đẹp ha, thấy dễ thương. Thấy những đàn cừu, thấy đàn bò, những đàn trâu đang trên cánh đồng thì dễ thương vô cùng. Đó là mắt của từ bi. Ở Đức Phật, khi mà Đức Phật Ngài đứng trên núi Linh Thứ hả? Hay Đức Phật đi khất thực hả? Ngài thường nói những bài kinh về đàn bò, Ngài thường nói bài kinh về loài trâu, Ngài thường nói bài kinh về khúc gỗ, Đức Phật nói bài kinh về cánh đồng. Là nhìn nó diễn tả cái đẹp của một người có tịnh giác, có giác ngộ. Như vậy tôi nói rằng quý vị, một người nông thôn á, của chúng ta, quý vị hầu như có những cái mà quý vị để trải nghiệm thật sự trong cái tu tập. Trước kia mình nhìn đàn bò quý vị, mình thấy nó ngon. Hôm nay mình ăn chay rồi, mình thấy sao? Nó đẹp, đúng không? Mà đẹp thì có ngon không? Có một ông thiền sư, ông đi tầm đạo 30 năm mà không ngồi đạo. Ông đi ngang qua cái chợ của Nhật Bản á, ông thấy một người đứng mua thịt. Cái người này nói rằng: bà ơi, cắt cho tôi 1 ký thịt ngon. Cái bà bán nói: chớ ở đây thịt nào là thịt dở. Chớ ở đây thịt nào là thịt dở. Thế thì ông thiền sư đó, ông ngồi đạo.
Như vậy chúng ta thấy rằng là khi một con người ta mà thanh tịnh và giải thoát là thấy rằng là tất cả chúng sinh nó bị vướng mắc trong cái gì? Cái ngon và cái dở. Do đó mà hương tập những cái khổ đau. Do đó mình sinh ra mình hỏi, đừng nói rằng khổ đau của mình do trời, do đất, do Phật hay do thần thánh nào, mà tất cả là gì? Là quân tập, chiêu tập. Mà chiêu tập gọi là thành nghiệp. Như vậy khi nói nghiệp là gì? Là của những cái huân tập. Mà tham là gì? Là chủ đạo. Ở Ấn Độ người ta nói rằng là muốn bắt loài khỉ rất dễ. Chỉ cần cắt một quả dừa, khoét một cái lỗ, đấm cái độc xuống dưới này, bỏ bên trong vài chút mật. Khi con khỉ nó thò cái bàn tay vô á, nó thò vô thì nó gì? Nó lọt, đúng không? Nhưng mà khi nắm lại thì sao? Nắm lại thì nó kẹt. Do đó con khỉ á, nó thò cái tay không vô á, thì nó lọt vô cái lỗ. Mà khi nắm lại thì nó kẹt gì? Không ra được. Nhưng người ta nói rằng không một loài khỉ nào mà chịu gì? Buông tay. Do đó cái người mà đánh khỉ tới, đập nó một cái rồi bỏ vô bao. Nhưng mà con khỉ chỉ đơn giản là gì? Buông cái tay ra. Buông cái tay ra là thoát. Do đó nói gì? Cái con khỉ là nó biểu tượng cho cái lòng tham cái gì? Con người. Do đó là tâm vương ý mã. Cái tâm của mình là cái tâm thức của mình là con khỉ, nó tham. Nó tham tận cùng. Do nó không có điểm dừng. Do nó là tham là gì? Là nguyên nhân của tập. Mà sân là nguyên nhân của tập. Mà si mê là nguyên nhân của tập. Tập tức là huân tập, là chiêu tập. Chiêu tập lại những cái khổ đau mà thành khối. Do đó gọi là tập đế. Nhưng cái tập này quý vị nếu biết quán chiếu, biết nhân duyên thì cái tập này nó có chắc không? Quý vị? Không, tập này. Do đó khi tới kinh Bát Nhã Đức Phật nói gì? Vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Khi mê thì có tập đế, có khổ đế, có diệt đế. Mà khi giác ngộ rồi thì tất cả đều là thanh tịnh, đều là giải thoát, chứ không còn là khổ tập diệt đạo. Như vậy nói là nói trên cái phương diện là chúng ta đang mê, nhưng mà khi ngộ rồi thì quý vị thoát ra. Do đó khi nói mê thì chúng ta bỏ thân này, chấp thân này, kẹt trên tấm thân này. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì tấm thân này rất quan trọng vô cùng. Đức Phật nói rằng nếu không nhờ báo thân này thì không thể giác ngộ, không thể tu tập, không thể thành Phật. Do đó nói Phật không phải là người, nhưng cũng là người. Nhưng Ngài đã vượt ra gì? Vượt ra trạng thái tâm người. Vì nghe lại nha, Phật không phải là người, nhưng cũng là con người, nhưng đã vượt ra trạng thái tâm niệm của người. Do đó trong lục đạo luân hồi chỉ có cõi người là cõi để tu thành Phật. Tại sao vậy? Khi sinh vào cõi thiên á thì sướng quá, quên lãng. Cõi thiên là cõi trời, là những quả địa cầu, sướng quá, không có tu tập thì không thể thành Phật. Ở cõi địa ngục thì khổ quá, thì cũng vô minh, cũng che lấp, không có gì khái niệm thành Phật. Ở cõi ngạ quỷ thì tham quá, thì cũng khó gì? Cũng khó thành Phật. Do đó chỉ có con người là sao? Lương ương. Lương ương sao? Sáng khổ chiều vui, chiều vui sáng khổ, nó lương ương. Nhưng mà nó là con người. Do đó nói gì? Nó dễ tu. Do đó Đức Phật chọn khi muốn thành Phật chỉ có con người là đầy đủ gì? Yếu tố. Do đó ba đời chư Phật muốn tu tập thành Phật phải mang báo thân của gì? Của con người. Thì nó là trung dung. Nó không phải sướng quá mà không khổ quá, mà nó ở cái mức là vừa vừa trung đạo. Sướng quá thì khó tu, mà sướng vừa vừa thì dễ tu. Khổ quá thì cũng vậy, cũng khó tu, mà khổ vừa vừa thì dễ tu, đúng không? Do đó trong này mà vừa nào mà sướng quá, tao nói sướng như tiên thôi, tao ở đây ngầu chi cho nó khổ, ở nhà người này tu cũng được. Nhưng mà sướng là sướng, nhưng mà vẫn có cái khổ. Khổ về chồng, khổ về con, khổ dịp cái gì đó thì người này có thể tu. Một người mà khổ mà cực khổ quá thì không thể tới đây ngầu được. Khổ chút chút thôi, khổ vừa vừa thôi thì là tới đây tu được. Như vậy thì quý vị hôm trước á,
là chúng ta học nghiêng học cái khổ đế. Hôm nay chúng ta học sáng giờ như vậy vì là chúng ta diễn lại cái khổ đế đó để quý vị thấy được là nguyên nhân của nó là gì, là tập đế. Và kỳ sau chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận về đạo đế. Đạo đế là phương pháp, là con đường. Và để cuối cùng chúng ta cảm nhận được là diệt đế. Diệt đế là tĩnh lặng, là an lành, là giải thoát. Như vậy kỳ sau chúng ta sẽ đi qua cái phần là đạo đế là con đường. Như vậy chúng tôi nói khổ là khổ hiện hữu. Tập, hồi nãy tôi nói đó, khổ là bệnh bao tử đang hiện hữu. Tập đế là nguyên nhân ăn cái gì mà tạo ra bao tử, đúng không? Đạo đế là phương thuốc. Kỳ sau chúng ta sẽ học phương thuốc để mà trị bệnh bao tử. Và cuối cùng là hết bao tử là gì? Là hết khổ, gọi là diệt đế, là tĩnh lặng, là an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.